Hội nông dân thành phố Việt Trì, một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Tao mày là sao?
quên rồi. Hai bác không quan tâm, nhưng xã hội này đang rất quan tâm và bất bình với những người như hai bác. Đây, bác nhìn đã xem, thông tin mặt mày cũng chỉ vì cái tội của bác gây ra. Bác không thấy sót à? Ông chị, cô Phương chi hội trưởng, cô ấy nói đúng đấy. Tôi xin ông. Mày thì tên kia sao nào? Đúng rồi, xem nào. Tôi đã nhận được rất nhiều thông tin liên quan tới việc hai bác đảm đúng lô đề cờ bạc diện trẻ, gây ra những hành vi bạo lực gia đình, ảnh hưởng trật tự thôn xóm. Chẳng ảnh hưởng gì, còn cái gì mà ảnh hưởng hả? Mặt tiện đây, tôi cũng nói cho hai bác biết, từ những hành vi việc làm như hai bác đã xảy ra những cái hành vi tương tự như có người thì lấy cổ đập vào đầu vợ gây thương tích rất là thương tâm, có người thì lấy xăng để đốt nhà khiến cho vợ con không có nhà để ở, rất là đau lòng. Chị chun. Mà nghiêm trọng hơn, có người còn giết cả vợ con để lấy tiền của bạn, đau lòng lắm các bác ạ. Thế thì giận mạnh quá. Người đấy là đối với người ta, tôi giết người đâu mà tôi sợ. Đúng rồi, chúng ta mới giết người đâu. Đúng là hai bác chưa giết người, nhưng những việc làm và hành vi của hai bác là đã vi phạm những pháp luật. Những hành vi này có thể xử phạt bằng tiền hoặc truy tố trước pháp luật. Thế tôi hỏi cô phạm vào luật cô nào? Luật nhà. Để tôi nói cho hai bác hiểu. Căn cứ tại quy định tại điểm A và điểm B khoản 1 điều 2 về luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 quy định các hành vi như hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc các hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng con người. Vì vậy, nếu hai bác không sửa đổi, buộc tôi sẽ phải đề nghị với các cơ quan pháp luật vào cuộc thẩm tra về đến để cùng đăng nhận các bác. Em sẽ sang đây về luôn. Kìa, ông chị, ông nói gì đi chứ? Giờ vẫn chưa muộn đâu. Chảy hết.